Có rất là nhiều anh em thợ hay hỏi mình về dòng máy mài cầm tay, giá rẻ, chất lượng và thời gian bảo hành lâu. Thì mình xin giới thiệu với tất cả các bạn và anh em thợ dòng máy mài thương hiệu Stanley. Máy mài Stanley rất là đa dạng về mẫu mã luôn. Và trên tay của mình đang cầm, đây là dòng máy mài Stanley có mã SG6001, có công suất là 620W ha. Máy thì được thiết kế màu vàng, tất cả thương hiệu đều dập nổi ở trên thân máy luôn, kể cả ngày sản xuất, xuất xưởng thì cũng dập ở trên thân máy luôn nha anh em. Máy mài Stanley 6001 này thì được thiết kế một cái ông tắc gạt ở bên hông và được sử dụng lưỡi đá cắt, đá mài là một tấc nha anh em. Nó được sản xuất chung với nhà máy của thương hiệu The Watt chính hãng ha, và xuất xứ thương hiệu đến từ Mỹ. Được bảo hành lên đến 2 năm chính hãng luôn. Cái giá thành của nó thì chỉ có 670k thôi. Tất cả các bạn và anh em nếu mà có nhu cầu thì hãy liên hệ đến Nam Tuần Việt ha, ở số điện thoại 0345 300 049.